Báo USD Today dẫn lời ông Brian G. Fry, thành viên nhóm nghiên cứu phát hiện loài chăn Anaconda phương Bắc, cho biết trên thân con chăn có nhiều vết thương giống đạn bắn. Theo báo The Independent, con chăn nói trên được các nhà khoa học đặt tên là Anna Julia, nó dài khoảng 6,1 mét và nặng gần 200 kg. Xác của Julia được tìm thấy tại sông Formoso ở khu vực nông thôn Bonito, miền nam Brazil. Giáo sư Frick Von, một thành viên khác của nhóm nghiên cứu và là người tìm thấy xác Julia, chia sẻ trên mạng xã hội Instagram: "Với nỗi đau đớn tận cùng trong lòng, tôi muốn các bạn biết rằng con chăn to lớn dũng mãnh từng bơi cùng tôi đã qua đời trên một con sông vào cuối tuần qua." Tuy nhiên, ông Fry khẳng định con chăn bị giết thuộc giống Unites murinus chứ không phải chăn Anaconda phương Bắc, Unites akiyama. Thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố. Theo ông Von, chính quyền địa phương chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc con chăn bị bắn chết. Vị chuyên gia bày tỏ cảm xúc: "Tôi đã nghe nhiều bên nói rằng con chăn bị bắn chết, mặc dù chưa có xác nhận chính thức về nguyên nhân dẫn đến cái chết. Tôi vừa buồn vừa tức giận." Ông Fry nói rằng kể cả khi con chăn bị giết không phải là loài chăn Anaconda phương Bắc hay không phải con chăn lớn nhất, thì cái chết của nó vẫn là một thảm kịch vô nghĩa như thể ai đó bắn chết một con gấu trúc. Tại Ecuador, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự cố tràn dầu, chăn và các động vật khác là nguồn thông tin hữu ích giúp con người đánh giá tình hình sức khỏe sinh thái ở khu vực chúng sống.